Nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nam từ lâu được mệnh danh là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo cả nước. Chính vì thế, ngay từ xa xưa, những làn điệu chèo đã ăn sâu vào tâm thức và trở thành mạch nguồn sống của mỗi người dân trên mảnh đất này. Trải qua bao thăng trầm, lớp lớp các thế hệ trên quê hương Hà Nam vẫn luôn truyền dạy cho nhau, cùng giữ gìn và kế tục. Để ngày nay, lời ca tiếng hát ấy vẫn luôn vang vọng trên khắp các nẻo thôn làng, hòa nhịp vào đời sống, góp phần khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Cứ vào mỗi dịp cuối tuần, các thành viên trong câu lạc bộ hát chèo Sông Châu lại có dịp tề tựu đông đủ. Địa điểm họp mặt của họ không cố định, khi thì ở nhà một hội viên nào đó, khi thì ở mái đình thân quen. Điều đó không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là họ được tề tựu để cùng giao lưu, chia sẻ, luyện tập và hát cho nhau nghe những khúc hát chèo đằm thắm quê mình. Thành lập từ năm 2019, câu lạc bộ hát chèo Sông Châu quy tụ hơn 20 thành viên là những nghệ sĩ, nhạc sĩ, những người yêu chèo đến từ 6 huyện thành phố trong tỉnh. Mỗi người ở một độ tuổi và có những tài năng khác nhau. Có người thì giỏi đàn phách, người lại có chất giọng, người lại biết biên đạo hay soạn lời. Mỗi người một vai trò, một nhiệm vụ, nhưng ở họ đều có chung niềm đam mê với nghệ thuật chèo truyền thống và mong muốn được phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa của quê hương. Khi được theo các thầy, các cô và các nghệ sĩ của làng chèo Hà Nam, thì thứ nhất là mình học hỏi được rất nhiều điều. Và mình là một thế hệ trẻ, thì mình khi nghe các thầy cô và các nghệ sĩ hát, thì mình thấy rất là yêu các làn điệu dân ca quê hương Hà Nam của mình. Thấy quê mình Hà Nam có một cái truyền thống cũng rất là tuyệt vời, rất là đặc sắc. Và các nghệ sĩ chèo cũng đã có những cái bảo tồn và phát huy rất là tốt. Và cái phong trào của quê hương hiện tại thì mình thấy là tỉnh và cũng như là các thị xã, huyện thì đang rất là chú trọng và bảo tồn và phát huy, rất là phấn khởi. Buổi đầu thành lập câu lạc bộ gặp không ít khó khăn. Ngoài thiếu trang phục, đạo cụ, kinh phí luyện tập, thì cái khó nhất vẫn là làm sao thu hút được các hạt nhân thực sự đam mê hát chèo. Với sự quyết tâm, nhiệt huyết của đội ngũ nòng cốt trong ban chủ nhiệm, câu lạc bộ đã tích cực vận động kêu gọi mọi người tham gia, rồi lại tự tay hướng dẫn, uốn nắn từng động tác múa, cách luyến láy nhả chữ sao cho tròn vành rõ tiếng và vang, rền, nền, nảy. Sau 6 tháng miệt mài luyện tập, câu lạc bộ đã có thể tự tin giàn dựng và biểu diễn các tiết mục, các làn điệu chèo, tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ tại cơ sở và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Những trái ngọt đầu mùa ấy đã tiếp thêm động lực cho các thành viên trong câu lạc bộ nỗ lực luyện tập hơn nữa để phát huy tài năng của mình. Thank you.
Không chỉ là nơi ươm mầm cho thế hệ trẻ yêu làn điệu chèo mộc mạc quê mình, mà câu lạc bộ còn có sự góp mặt của nhiều soạn giả, nhiều nghệ sĩ có tiếng trong làng chèo khu vực phía Bắc, như nghệ sĩ Thanh Lam, diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên, nghệ sĩ ưu tú Lê Huy Toàn, giảng viên nhà hát chèo Việt Nam, hay soạn giả Hồ Điệp. Với họ, vì duyên mà đến và vì yêu mà gắn bó. Gạt đi những nhọc nhằn vất vả, với tâm huyết và tài năng của người nghệ sĩ, họ luôn mong mỏi được tiếp lửa và chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những ai yêu nghệ thuật truyền thống và mong muốn giữ gìn cho thế hệ mai sau. Thực ra là các anh chị chỉ có tranh thủ thời gian để tập luyện thôi, chứ không phải là ăn lương với cái vấn đề này, cho nên là tranh thủ tập luyện thôi. Nhưng mà mọi người vì cái niềm đam mê say sưa, cho nên trong một thời gian rất ngắn nhưng mà câu lạc bộ phát triển rất là tốt. Và chính vì thế cho nên là mình muốn là cộng tác với các anh chị bên này để mình có thể trao đổi được những cái gì đấy mình đã được học. Đấy, những cái gì mình đã đúc kết được trong quá trình công tác, mình muốn là để truyền lại và giao lưu để trao đổi cùng với các anh chị để cho cái nghệ thuật chèo không chuyên ngày thêm chuyên nghiệp hóa hơn. Khi mà được tham gia với các nghệ sĩ thì là em thấy rằng là các nghệ sĩ rất là nhiệt huyết, tận tâm và nhiệt tình. Dù là tuổi thì không phải là ít nữa nhưng mà các nghệ sĩ sẵn sàng đi đến những thôn xóm, các vùng miền của quanh tỉnh cũng như là tỉnh trong tỉnh và ngoài tỉnh của mình để hướng dẫn, để trao truyền lại cái bộ môn này. Và em thật sự là rất là vinh dự khi mà đã được các nghệ sĩ ưu ái và hướng dẫn rất chi tiết tỉ mỉ cho em rất nhiều. Ví dụ như là nghệ sĩ Thanh Lam, rồi là nghệ sĩ Thanh Vân. Đấy, rất là quan tâm và muốn là hướng dẫn đào tạo em để sau này có thể là nối gót các nghệ sĩ để bảo tồn cái bộ môn này. Hội làng dưới ánh trăng thanh, xin mời liền chị liền anh quê mình. Cất cao tiếng hát chung tình, sao xin ở dưới xuân đình làng. Khác với các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ tại cơ sở, câu lạc bộ chèo Sông Châu có mục tiêu hoạt động rất riêng. Ngoài tiêu chí tự nguyện, tự quản, họ còn có thể tự biên soạn, viết lời mới,
tự biên đạo, thu âm, biểu diễn và tổ chức dàn dựng một chương trình. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ đều có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, cùng đóng góp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ. Và với họ, được mang những khúc nhạc, lời ca, điệu múa, chất chứa hơi thở của ruộng đồng, ca ngợi tình người, tình đất của quê hương xứ sở để biểu diễn cho mọi người thưởng thức. Đó chính là niềm vui, niềm say mê bất tận. Tình yêu đó giúp họ quên đi những khó khăn vất vả, tiếp thêm cho họ ngọn lửa nhiệt huyết để đưa tiếng hát chèo nồng ấm vang mãi trên quê hương. Hai năm vừa qua tôi đã ấp ủ rằng mong muốn rằng là mình thành lập được một cái câu lạc bộ hát chèo mang một cái tính gìn giữ để bảo tồn và phát triển những làn điệu dân ca của Hà Nam cũng như là dân ca các vùng miền. Và cũng rất là may mắn cho chúng tôi là được hội đồng hương của các bà con ở người Hà Nam sống ở khắp mọi miền trên đất nước đã hưởng ứng nhiệt liệt. Và đấy là những cái mà động lực để cho chúng tôi sau này chúng tôi xây dựng và phát triển. Hy vọng là sau quá trình hoạt động thì chúng tôi sẽ được sự cổ vũ động viên của tất cả các bạn yêu chèo ở trong tỉnh Hà Nam cũng như các vùng miền quay về để cùng với chúng tôi duy trì và gìn giữ những cái nét đẹp truyền thống, những làn điệu dân ca của quê hương và được lưu truyền lại, hướng dẫn lại cho các thế hệ trẻ sau này. Để những khúc hát chèo thiết tha, mặn nồng, sâu lắng, chất chứa ân tình thủy chung lại được hồi sinh và lan tỏa, mỗi thành viên trong câu lạc bộ chèo Sông Châu vẫn đang ngày đêm nỗ lực, miệt mài, rèn giũa luyện tập để đưa câu lạc bộ trở thành mái nhà chung, gắn bó và kết nối các thế hệ người dân cùng chung tay giữ gìn bản sắc, văn hóa truyền thống, văn nghệ dân gian của đất và người Hà Nam hôm nay. Đất nước vào xuân mình.